trước bà con mới để ngửa cho cái nắp ra bên này nào. Đấy, bà con dỗ nhẹ. Đấy. Trước khi dũ bà con phải cho một cầu vào để ong không bị rối, à không bị trào ngược, trào lên. Nghe cầu nào cũng đi hết. Tách. Tách thùng luôn nhá. Vừa xong các bạn, cách rũ ong vào cầu luôn của bác Trương ở Ba Vì, Hà Nội. Thế thì theo tôi nghĩ là tôi cũng chưa làm cái kiểu này bao giờ. Nhưng mà theo tôi đánh giá đấy là một cách hoàn hảo nhất. Thì có cái phần này chê là cái ong của bác đấy là cũng hơi kém quần tí. Nếu mà bác để 4 cầu đẹp. Thế thì cái cách của bác đấy thì các bạn phải chuẩn bị rũ khoảng lấy 4 đàn. Thì cả 4 đàn ong này chúng ta phải đánh dấu chuẩn bị trước. Ví dụ mỗi đàn 4 cầu thì chúng ta rũ lên 1 cầu để làm vốn. 4 cầu chúng ta làm vốn. Chúng ta cho vào thùng sách. Xong rồi chúng ta sẽ mang đi, rồi chúng ta làm đàn đầu tiên là chúng ta đã có 4 cầu rồi, chúng ta rũ đi đâu chúng ta vào đấy. Thế thì cũng như bác ấy là phải đập ong nó sẽ tụt xuống. Rũ cầu thứ nhất bác ấy cho vào và tiếp cầu thứ hai rũ ra cho vào khay đựng. Thế là được cầu thứ hai. Lại cho vào. Ong nội là phải đặt thước. Và nên chúng ta lên tham khảo, tôi cũng phải tham khảo mọi vấn đề. Cảm ơn bạn gì đã bình luận xem cái video của bác Trương. Làm thế là tốt nhất. Thì không bao giờ ong bùng lên trên. Bùng lên trên cao này mà nó không trào ra ngoài là nó bám luôn vào cầu. Cách này là cách theo tôi đánh giá là tuyệt đối nhất. Còn đừng nghe những cái dạng ong yếu rồi là bỏ thước rồi thi nọ thế kia. Ong nội là phải đặt thước. Chúng ta làm đúng như kiểu của bác Trương. Chuẩn bị 4 cầu trước. Xong chúng ta rũ đâu chúng ta vào đấy. Rũ cầu nào tháo ra lắp vào. Đấy là một cách hay nhất mà hoàn hảo nhất. Tôi cũng cứ phải nghiên cứu và tôi cũng cứ phải học tập. Đấy, làm xem, làm thử thì mới chính xác được. Đấy, mong các bạn tham khảo. Làm như thế thì đỡ mất, ít mất ông chúa hơn. Đấy, mọi người chú ý. Đấy. Nhãn đây nha. Này. Rõ mới nở tí hoa đực. Nhãn này thuộc hệ nhãn lùn. Này là rõ bấc. Lượng ong ở đây cũng hơi nhiều nhá. Bay tú phía cả.
ong nó cũng hơi nhiều đấy. Nhãn này nhãn lùn thì ít mật, nó không như nhãn cây, nó cũng chưa độ lắm. Đây là cây nhãn ta là cũng chưa có cái vị gì này. Đấy. Nhãn giờ bắt đầu lốp đốp mới có hoa đực. Đấy. Đây cây nhãn này nhãn cây nhé. Giờ mới lốp đốp có hoa đực. Đấy. Nhãn cây nở muộn hơn nhãn lùn, lùn người nhãn ghép. Thời tiết là đang rét, là chưa có mật đâu. Đây là đất nhãn là nhãn cây. Thế cái ngọn tre ngoài kia kìa, đấy, thẳng cái bờ tường này đấy, đấy là đê sông Hồng. Đê sông Hồng nhé. Đất này là ong ve là chèn nhau là cũng gớm lắm. Đất nhãn đấy. Rất phức tạp, hôm nay đi thăm hoa. Tối nay lên đây. Tối nay là tới chuyển động. Đi buổi sáng đi thăm hoa, wow. Tối mai là chạy, nay được cái có nhiệt độ, thế thì đàn ong gì thì gì, chúng ta phải nhớ là ong phải khỏe nhá, ong quay hôm qua, ong đông, tối mai đi là vừa. Là ong đói đấy. À, bạn là chú ý để chúng ta giữ ong đông dễ xử hơn. Chứ còn ong những cái loại ong đẻo thì ong này là quay là mỗi lượt quay là nó sẽ tụt quân đi đấy, chứ còn cứ bỏ là không tụt đâu. Ong quay hôm qua đến nay rét mà nó vẫn còn được như thế này. Các bạn chú ý. Đàn này gọi là vào nhãn này nó tung ra là vừa thôi. Đàn này thì yếu này. Nói rồi. Chuyển đi tôi cân ra là vừa đấy. Đàn này yếu. Yếu nhá. Yếu này à, tầm ví dụ mai đi thì tầm chiều à, chiều khoảng tầm 12 giờ là bê sang đàn khỏe này à, từ đàn yếu kia à, bê sang đàn này. Ong về mùa này là nó ít đánh nhau à, là những cái đàn ong cơ bản. Bốn cầu. Thật ra nó cứ đông nó cứ phải bội như cái đàn này là mới là ong tiêu chuẩn. Thế thì chúng ta cứ rũ đến đâu thì chúng ta cho rũ xuống là có cầu luôn, thì chúng ta phải có tí vốn, vốn cầu trước. Ông của tôi thì nó cũng đều ông 3 và ông 4 số lượng thì nó cũng bình thường thôi.
hòm gỗ, hòm chúng ta cứ miễn là kín là được. Bốn này thì nó vẫn có mặt. Video hôm nay đến đây tạm dừng. Về mùa hoa nhãn thì các bạn lên là chúng ta phải quay nhanh, quay không cần vít nắp. Vì sao? Khi mật hoa nhãn tiết ra là nó ra là nó có 50 lượng đường trong hoa nhãn. Mật hoa nhãn là 50% đường và 50% nước. Trong khi đó hoa vải là chỉ có 23% đường. Thế nên là cái lúc vải rộ đây là ong ít đi chịu đi làm. Đấy, chúng ta đặc biệt chú ý. Thế thì thời gian trong tháng 2 này đấy, thì nó vẫn có ảnh hưởng của cái không khí lạnh. Nhưng mà không khí lạnh thì nó không kéo dài, nó không đậm về cái đã về cuối tháng 2 này. Giờ đang bắt đầu vào mùa hoa nhãn. Chúng ta chịu khó là chúng ta sáng sớm chúng ta quay. Quay càng sớm thì càng nhanh, làm sao 7-8 giờ ong ổn định nó đi làm là tốt nhất. Video hôm nay đây tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh bằng cách đăng ký, nhấn chuông, like, chia sẻ. Giờ là chỉ còn quay mật đến 10 năm, đến 20 ngày nữa là hết phim, cũng chẳng còn cái gì nữa. Ong thì chúng ta nhớ phải đặt thước. Cảm thấy đàn yếu quá chúng ta rút bội đi, dồn vào cho nó lên mặt. Để về vòng cuối thì ong nó xô thì chúng ta cứ quay về đêm. Vòng cuối quay vét băng hết, không để.